Rồi cùng nhau đến trận đấu tiếp theo rồi. Trận đấu thứ hai của giải đấu đầu tiên. Rồi, đây là BiBi cầm AC. Thì vọng map đấu trận này nó sẽ ổn hơn. Còn thì y hệt nhau rồi, map đấu nó sẽ ảnh hưởng là rất nhiều. Bãi quả đầu của BiBi dốc này. Ôi. Ôi trời ơi. Chết rồi. CGM hơi tài hại. Đóng bên này thôi. Để về lớp. Rồi. Nhét dần. Con dân cứ nhảy luôn kìa. Rồi, dân nhảy luôn. Vậy là 3 dân. Nhét được 3 dân rồi cho về lớp. Nhét dân đẹp đấy chứ. Quả đầu mắc binh đấy. Đi quả đầu xấu dân đấy xì mà cũng sẽ ảnh hưởng đấy. Đi sẽ phải tìm đồ về sớm rồi. Cùng xem bài về lớp một chút. Đấy, lúc nãy Hồng Anh kiện anh lớp anh đấy ở nhà đi đấy. Trận trước là trận đấu mà lớp không đi dâng được. Còn Yamato nó phải đi dâng nó mới sát thương con giò đầu tiên. Một bầy hiêu đầu 4 con dành cho game thủ về lớp. Cái kèo này là con Yamato nó rất quan trọng này. Là có một dân hự dành cho game thủ BiBi rồi. Chặn dân và gãy luôn một dân là sư tử. Nhà đang có hay rừng này, rừng mặt đẹp bên ngoài này. Hiêu ăn tại chiếc nhà bé đầu tiên. Các bài đấu mà Bi đang chết một dần và bài cũng chưa thấy cái gì đặc biệt cả. Không đồ lồ về này, hai bầy hiêu. Hôm nay đánh Yamato AC anh Danh Kha ơi. Chào anh YuGi nhá, em chưa bạn trai anh ơi. Chào anh Tôn Thanh Dương này. Đàn đòm trước mình thắng 3-0 đấy anh Luân Nguyễn. Cứ mình thắng 3-0 xong hôm nay đội bạn chắc là gạ kèo Yamato AC. Xem về lớp chút nào. Bài Bi thì bài xấu rồi. Chậm dần chết dần, đồ ăn thì cũng đang chưa đủ. Bài Bi là bài xấu, về lớp thì nó có thêm bãi quả này. Hiêu đầu, một voi và một bãi quả. Quả đấu 7 quả phụ 6 chúng cũng ổn rồi. Con hiêu, à đây con đây con voi đây. Ủa đồi voi luôn này. Cho gần nhà Bi cho ông Bi. Có đồi voi lùa lát nữa xúc luôn một con cho nó khỏe. Đi dâng dành cho thủ với lớp, dâng chéo sang cánh của BiBi. Cung chém anh ạ, kèo cung chém. Cậu con voi về lấy lực dành cho hứng thú với lớp. Dần tôm dần lấy xì chúng ta giảm thiểu những chết dần trong những tình huống cậu voi. Ông Bì nào đấy, vậy 28 dần trừ 1 có thể một bãi quả, 2 hiêu một quả. Hồng Anh có cái gì ở gần đây? YuGi đi dâng à? Ở đâu? Hay là nhà YuGi ở đấy, YuGi ra đóng A thôi. Đây là BL. Dâng là khá sâu đi về lớp. Này hới đi anh em xem so với hôm qua đấy, anh em like chia sẻ ủng hộ Bi anh em nhá. Hôm nay cuối tuần anh em bận đi đâu rồi? Rogan 26/36 dành cho game thủ với lớp. Hay lờ đối đầu với lớp là YuGi, trận đấu mà YuGi không phải đi dâng mà anh chắc là đánh tại nhà thôi. Bơm thực cho game thủ BiBi. Đây. Hồng Anh lần vờn ở nhà của với lớp như này thì Bi đang chưa bị chọc. Ở đây sang nhà Bi rồi, Hồng Anh sang nhà Bi rồi. Bắt đầu Bi bị chọc, là cũng đang cố gắng ăn được dân của YuGi, đang có nhiều dân. Và đó ông ta không giáp nhưng mà cũng phải chọc khéo nhá. Cố gắng chọc khéo, ăn tầm 2-3 dân làm được bắt tay cũng được. Xúc thêm 7 hiếu nữa thì với lớp 26. À, kịp không kịp, YuGi cũng là người về rất nhanh. Về nhanh đấy. Bi là 27. Bi đang cố gắng bò khung lại nhà AC. Đây mặt này vẫn hổ này. Mặt này vẫn còn hổ. Uầy, không phải. Vậy là đi dâng à luôn dành cho anh thủ YuGi. Đúng là đi dâng thật, dâng ngay trước mặt nhà Bi luôn này. Đây là game thủ với lớp. Rồi xuống thêm bãi quả. Ở đấy con trò mình cũng chơi được mắc sát thương lắm ấy. Vì là người xử lý cũng hay. Với cái việc độ bạn là người đi dâng thì Bi sẽ bị vỗ luôn. Đây, cùng đồ đã có dành cho tụi Bi. Bây giờ mình mới đang đóng 2 thứ 3. Chết dở rồi. Chào anh ra cắt nô thiên sinh nhá. Bắt đầu bị bắn. Của bài đấu mà YuGi 4A thì phải. Về lớp đang là 30. Tất nhiên bây giờ đội bạn đang có thế là cửa trên. Nhà mình đang bị chém gì anh lớp kìa. Đây, đang bị mài. Bị phát hiện. Dần Hồng Anh này. Cố gắng dần vào nhà nhá. Bắn nó cùng rồi, sang bắn nó chết dở đấy. Đây, một con chém mình vẫn đang xử lý được. Bi sống nổi không đây. Bi là 34. Rồi YuGi 3. Rồi YuGi dâng 3. Vẫn đang ổn dành cho BiBi. Ở bên này thì BiBi cũng đang chặn được dần cả hai người rồi. Ngon đấy, ngon đấy. Ngon đấy, cố gắng giữ tham nào. Bài YuGi cũng yếu thôi. Rồi đang vã nhau bên này rồi. Đoạn Hồng Anh là người đang sổ sang để ốp lên nhà BiBi. Đồng nhá, một mình YuGi mình chơi được nhưng cả Hồng Anh thì là khê. Đang phải tạm thời dạt đi dành cho BiBi. Chém đồng nữa rồi. Hồng Anh được hệ gom chém. YuGi cũng đang có rất đông cùng giờ. Chúng ta ăn được dân một vài cơ sở của đội bạn thôi. Nhưng bây giờ thời điểm đội bạn đang gom được quá nhiều quần rồi. Thảm đài 34 bị đánh giặt nhà đi. Bây giờ không ai có nhà cả. Đây, dân Yugi đã ăn hoang toàn tập đấy. Đây là về lớp 30. Chết. Vì nó không có lục tiểu sóc quần, em thấy cơ sở bay hết rồi. Thảo lại chỉ là 32 dành cho thủ BiBi thôi. Lớp là người bơm đồ cho Bi xón ra quân. Thì có hay à. Lớp là 28 rồi. Em thấy liệu chém Hồng Anh gòm được là rất đồng đấy. Hồng Anh chết một tôn dân khi bị lớp chém thôi. Tự dân cũng đang là khá kheo. Đấy, có dân hoàng kìa. Màu 4. Tướng hữu cũng sót thế à rồi. Thảm cho con 21 bị YuGi là người về. Trận đấu mà cả hai nhà đối bạn đi đều đi dâng. Đánh là rất gian. Có cái việc bị chết dân và quả xấu thì bị lên đời muộn. Mà khi lên đời muộn bị kiểu dâng như này thì rất khó đỡ. 20 cho Bi đâu. Lớp đang là 22. Rồi con đi bắn đâu. Đây Yugi cũng đi ăn hoang được này. Để mà còn là khá tốt dành cho màu 4. Ui ôi. Không hai căng gì. Không hai trong sẽ đỡ ưu tiên. Không hai căng đấy. Trận đấu tiếp theo nào.